Thanh Thanh Hiền là một trong số những nữ nghệ sĩ khá nổi tiếng của sân khấu miền Bắc. Chị vừa có thể diễn hài, vừa có thể ca cải lương khá ngọt. Xinh đẹp, nổi tiếng và nhiều năng lực, nhưng Thanh Thanh Hiền lại có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Yêu và bình thường sống với nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú 10 năm, có với nhau hai mặt con, nhưng Thanh Thanh Hiền chưa từng được khoác áo cô dâu. Khi tan vỡ, hai con gái ở với bố, Thanh Thanh Hiền mua nhà ở gần nhà chồng cũ để các con cần bất kỳ lúc nào tôi đều có mặt. Sau nhiều năm lẻ bóng, đến năm 2014, Thanh Thanh Hiền bất ngờ chia sẻ về người con trai mà chị đang yêu, anh cũng làm nghệ thuật và rất nghèo. Nghèo nhất trong những nghệ sĩ nghèo. Thanh Thanh Hiền và Chế Phong. Rất hối hả sau đó, người ta phát xuất hiện người con trai đó chính là Chế Phong, con trai út của danh ca Chế Linh và người bà xã đầu. Chế Phong ít hơn Thanh Thanh Hiền tới 4 tuổi, lại không phải nghệ sĩ quá nổi tiếng và giàu có, song hôn lễ của họ hối hả diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, anh em. Thanh Thanh Hiền thừa nhận, để yêu và cưới Chế Phong, chị đã phá lệ của chính mình. Bởi trước đó, chị chưa từng có ý định sẽ yêu một người ít tuổi hơn, thậm chí, con trai hơn chị 4,5 tuổi chị vẫn xem họ là trẻ con. Trước khi lấy Chế Phong, tôi yêu người lớn tuổi hơn mình nhiều. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người bằng tuổi mình. Bằng tuổi, tôi không chịu được. Hơn mình 4-5 tuổi, tôi vẫn thấy người ta trẻ con, Thanh Thanh Hiền chia sẻ trên Guardian.net. Từng cho rằng con trai lớn hơn mình 4,5 tuổi vẫn là trẻ con, Thanh Thanh Hiền lại quyết định cưới Chế Phong dù anh ít hơn cô 4 tuổi. Tuy gọi tình yêu và hôn nhân với Chế Phong là duyên số, song Thanh Thanh Hiền thừa nhận ở Chế Phong có rất nhiều điểm phù hợp với chị. Thanh Thanh Hiền cho hay, chị là người chững chạc hơn tuổi nên không cần một người con trai tỏ ra mạnh mẽ, chở che. Chị chọn con trai của Chế Linh vì khi ở bên anh, chị cảm thấy vui, được làm người trẻ, được khám phá những thứ thế hệ lạ mà những người lớn tuổi không thể mang lại cho chị. Nhắc tới chồng, Thanh Thanh Hiền luôn dùng những ngôn từ chất chứa tình yêu yêu đương và sự trân trọng. Anh Chế Phong là người lãng mạn, nhẹ nhàng và rất quan tâm, quý trọng phụ nữ. Anh ấy nhẹ nhàng lắm. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng cũng thừa nhận, chị chẳng bận tâm đến ngoại hình của chồng vì phụ nữ yêu bằng tai mà, không yêu bằng mắt. Tôi không để ý, không yêu những người đẹp trai, không mê trai đẹp. Nhưng tôi yêu bằng tai. Đến mức độ, giờ không thấy ai đẹp trai bằng Chế Phong. Sau nhiều dông bão, Thanh Thanh Hiền và con trai Chế Linh đang rất hạnh phúc bên nhau. Thanh Thanh Hiền tiết lộ cuộc sống hôn nhân của chị và Chế Phong rất hạnh phúc. Cả hai hòa hợp, hiểu và trân trọng nhau vì trước khi tiến tới hôn nhân, họ đã từng là anh em thân thiết. Tình cảm giữa tôi và anh Chế Phong nảy nở dần dần trong quá trình chơi với nhau, cùng đi hát, làm việc cùng nhau. Chính vì có sự thấu hiểu, cảm thông nên từ khi yêu nhau, cả hai đều thăng hoa hơn trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Thanh Thanh Hiền thẳng thắn thừa nhận từ khi yêu chị, Chế Phong thế hệ lấy lại niềm đam mê với ca hát. Thời điểm yêu tôi, anh Chế Phong thế hệ hát trở lại, yêu ca hát trở lại. Chúng tôi có thu bình thường một. Anh yêu ca hát trở lại nhưng không đi hát nhiều như xưa. Anh chỉ thích hát với tôi thôi. Trước khi tới với Thanh Thanh Hiền, Chế Phong từng hai lần đổ vỡ và có ba con riêng. Song, với tình yêu và sự đồng cảm, sẻ chia, cặp đôi bỏ qua những rạn nứt ở quá khứ để cùng nhau vun đắp một gia đình hạnh phúc.